các bạn, mình là Nami, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, cái vlog này mình sẽ khoe với các bạn là mình vừa rồi mình đã đi cam giày. Trời, thực sự luôn á, lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình đi cam giày luôn á. Cái cảm giác nó mắc cười lắm, các bạn không biết diễn tả là sao á. Vất vờ, vất vả ở đó rồi đợi xếp hàng này kia cái thứ rất là nhiều để mua được một đôi giày thôi nha. Trước giờ mình không có khái niệm đi cam hoặc đi xếp hàng để mua một cái gì đó. Chứ bạn biết sao mình đi cam giày không? Thực sự á, ban đầu á, mình cũng không định đi đâu mà cái đôi giày này á, nó rất là thú vị. Nó khiến cho mình rất là tò mò từ năm 2017 tới bây giờ rồi á. Đầu tiên thì khi mà vừa ra mắt thì đôi giày này là một đôi giày gây rất là nhiều tranh cãi về cái sự mà xấu đẹp. Có người nói đôi giày này nó rất là xấu, có người nói đôi giày này nó đẹp, nó lạ, cái thứ. Bản thân mình khi mà mình nhìn trên web và mình thấy Kanye West mang thì mình thấy ô vãi sao ngầu quá vậy. Trời ơi, mình nói thiệt với các bạn là mình thấy nó đẹp liền luôn á, mình thấy nó ngầu dã man luôn á. Nhưng mà sau một cái làn sóng gây tranh cãi đó thì cũng khiến mình băn khoăn là mình sợ là khi mà on the feet nó sẽ không có đẹp, khi mà cầm trên tay ở ngoài thì nó sẽ không có đẹp này kia các thứ. Nên mình đã tạm thời không mua nó. Và cái điều thứ hai nữa là lúc đó Yeezy 700 ra thì mình nhớ không lầm là vài tuần sau hoặc vài tháng sau gì đó được hit với một cái giá rất là cao luôn á, mà size nam cũng cao nữa, huống chi là size nữ thì thôi khỏi nói, khỏi đụng vô luôn rồi. Cho rất là may là sau cái đợt restock vừa rồi thì mình đã quyết định đi cam giày ở store Adidas ở Bitexco á. Và cái giá retail mà mình được biết trước khi mình đi cam là 8 triệu. Mình nói wow, sao mà mắc quá vậy, trời, Yeezy trước giờ giá retail cũng hình như cũng ít có đôi nào mà cao đến như vậy. Nó lại khiến cho mình trở nên tò mò, và đó là một cái động lực để mình đi cam, và mình đã có được em đó với giá 8 triệu. Ok, thì đây, tát tên. Các bạn có nhìn thấy cái bao không? Mình chật vật lắm luôn á, mình phải lăn lộn lắm cho nên cái bao nó hơi dơ, kiểu như là vừa cam về vừa lấy em này về một cái là về nhà ngủ ly bì liền luôn, hết chịu nổi rồi, lần đầu tiên làm chuyện ấy luôn. What? Rồi bây giờ mình sẽ unbox cái em Yeezy 700 nha. Đây là cái hóa đơn. Ok, đây là cái bill của Yeezy 700 mà mình đã mua được ở store Bitexco. Ok, nhìn sơ qua cái hộp giày Yeezy 700 này thì nó cũng không có khác quá nhiều so với Yeezy 350. Thì ở đây có một cái số 700. Ở bên đây là cái tên của đôi giày Yeezy Boost 700. Ở dưới đây là cái size của Yeezy 700. Thì cái size của Yeezy 700 này mình mang cũng y chang như Yeezy 350, là cái size 6. Cái size 6 US và tính ra size Việt Nam là 38 2/3. Ở dưới đây có chữ Made by Adidas. Rồi ok, mình sẽ đập hộp cái đôi Yeezy 700 này. Đây, đây là đôi Yeezy 700 đẹp nhất nước luôn. Quá là đẹp luôn các bạn. Rồi, mình tạm thời để đây. Đây là cái giấy gói nè. Đây là giấy gói của Yeezy 700. Nó cũng giống như Yeezy 350. Rồi ok, đây là cái tag. Trên đây vẫn còn để giá retail là 8 triệu luôn nè các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mua được cái giá retail luôn á. Ok, thì để cho các bạn nhìn rõ hơn về đôi giày này nha. Thực sự ai nói không đẹp thì kệ người ta. Kệ người ta nói, tôi không nghe người ta. Với cá nhân mình là một con nữ thì mình thấy nó rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Mình thấy ở Việt Nam cũng có một số bạn nữ mang Yeezy 700, nhưng mà hình như là ở Việt Nam chưa có ai làm clip về đôi Yeezy 700 này. Nên hôm nay mình xung phong làm clip về đôi Yeezy 700. Thì ok, đầu tiên mình nói về cái chất liệu của em Yeezy 700 này. Thật sự luôn á, mình chưa thấy một đôi giày nào mà có rất là nhiều chất liệu trên đôi giày luôn á. Chất liệu mesh nè, da lộn nè, da sần nè, rất là nhiều luôn. Chứa rất là nhiều màu trên đôi Yeezy 700 này luôn á. Chẳng hạn như là màu xám, màu xanh, màu đen, rồi màu ở dưới đây có hai cái vạch màu cam nữa. À, cái đôi Yeezy này là đôi Yeezy Wave. Wave có nghĩa là sóng á, kế lấy cảm hứng từ sóng biển. Và một lý do lớn hơn nữa để mình mua em này là bởi vì em này có đế Boost và mình là một fan của đế Boost. Fan của đế Boost. Thật sự mình rất là mê đế Boost của Adidas luôn á. Nó rất là
êm mang, rất là êm mang, rất là ok. Đế bút được đặt ẩn vào trong phần midsole của đôi giày. Nó rất là khác biệt so với những đôi Yeezy trước đây. Và đặc biệt hơn nữa, em này có một số chi tiết phản quang rất là ngon luôn các bạn. Thật sự quá là đẹp. Wow, mình cực thích những cái đó luôn á. Cái nào mà bling bling trong bóng tối mình cực thích luôn á. Khi mà mình outfit đôi này thử á thì mình thấy thật sự nó rất là êm. Đây của đôi Yeezy 700 này là màu neon, rất là kiểu như rất là khác biệt luôn á các bạn. Mình thấy đôi giày này khá là cá tính và cũng không có lý do gì mà các bạn nữ không mua hết. Thời trang mà nó đâu có một cái quy chuẩn nào nhất định đặt ra dành cho nữ hay nam đâu. Tại sao mình không bứt phá một chút đi đúng không? Trước khi đến phần outfit thì mình sẽ bye bye các bạn ở đây luôn. Và nếu các bạn thích video clip này thì hãy đừng quên cho mình một like và sub channel của mình để xem các video clip tiếp theo nha. Ok, bây giờ thì bye bye và mời xem phần outfit.